Thưa quý vị, nhiễm một biến thể của virus SARS-CoV-2 đã trở thành mối lo ngại đối với cả cộng đồng, chưa nói nếu nhiễm cùng một lúc hai biến thể thì còn nguy hiểm hơn. Và mới đây thì một phụ nữ 90 tuổi tại Bỉ đã tử vong sau khi nhiễm cùng lúc hai biến thể của virus SARS-CoV-2 là Alpha và Beta. Tuy nhiên, hiện các nhà nghiên cứu vẫn chưa xác định được quá trình nhiễm bệnh của cụ bà nói trên là như thế nào. Ca bệnh là một cụ bà chưa được tiêm vaccine COVID-19. Cụ bà được đưa vào bệnh viện OLV ở thành phố Assad của Bỉ sau khi bị ngã và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 khi được làm xét nghiệm. Dù chỉ số oxy trong máu của bà ban đầu tốt, nhưng sau đó tình trạng chuyển biến xấu nhanh chóng và bà đã qua đời 5 ngày sau đó. Cụ bà 90 tuổi được phát hiện nhiễm cả hai biến thể Alpha và Beta. Vào thời điểm đó, cả hai biến thể này đều đang lưu hành ở Bỉ. Vì vậy, có khả năng cụ bà đã đồng thời bị nhiễm các loại virus khác nhau từ hai người khác nhau. Các chuyên gia cho biết, việc đánh giá vai trò của việc đồng nhiễm hai loại virus đối với sự suy giảm sức khỏe nhanh chóng của bệnh nhân là rất khó. Dữ liệu thực tế đã cho thấy, cần thiết phải có thêm các nghiên cứu nhằm xác định xem việc nhiễm nhiều biến thể có ảnh hưởng đến diễn biến lâm sàng của COVID-19 hay không, cũng như liệu điều này có ảnh hưởng đến hiệu quả của việc tiêm chủng hay không.